Đúng không? Mà sáng lúc đi qua thấy đang cháu đang máy nước vườn. Mày phải máy bên kia. Nhãn con của mẹ bố nó không mình đuổi lộc như thế mà máy nước con đạm đấy không thuốc sâu mình chẳng tin lên được nhéo. Một số lên một số chẳng lên nhéo. Bố con đi. Con đi gì bá sang bảo bố con thôi. Sang bảo thế mình đem đứa chấm rồi. Mẹ đi ghét. Muốn láo chết. Mẹ chị chết không bắt mặt xanh. Mà cuối cùng cái vị nó có đi đéo đâu. Lúc đầu thì nó bảo cái cháu nó lại điện nó bảo loại chứng thế thì tôi biết không cần nữa. Bá Thìn chết bá không sang á? Không chết, cô mẹ Thảo có sang đâu. Sao bá không sang? Cái đợt ốm ấy cho bà tiền nhưng mà gửi bà Nguyễn mà. Ngày đó đang bác mặt đi qua đây mà bá ốm một năm là sao không vào được. Ngày nào chẳng đi đón cháu. Cho tiền bá mấy bá giả. Thì ốm mà chẳng vào chơi cần gì tiền. Thế, cần nhau. Cần nhau cái tình cảm chứ cần tiền lúc đấy giải quyết được cái gì đâu. Tiền nó chỉ là của phù du thôi, anh cần gì phải chơi. Tôi ngoại một lần mấy chục năm dài thì không về. Tiền thì rất quý nhưng ngược lại rất thường. Tiền nó phải đúng lúc thì mới quý thôi. Thế đấy. Nhà nhà.